Chào các bạn nha, dùng một con dao gõ gõ vô quả bóng màu đỏ nha. Wow, ra màu vàng, màu cam nha các bạn, màu xanh lá luôn, màu xanh dương nè, màu đỏ tiếp tục nè. Wow, tới màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương.